Kính thưa quý vị, cựu thủ tướng Do Thái Ariel Sharon qua đời sau 8 năm hôn mê, tin từ Tell Hashomer. Cựu thủ tướng Do Thái, ông Ariel Sharon vừa qua đời vào sáng hôm nay, hưởng thọ 85 tuổi, sau 8 năm bị hôn mê sau một cú đột quỵ. Ông Sharon đã được điều trị tại trung tâm y tế Sepa, ngoại ô thủ đô Tel Aviv, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1928 ở ngoại ô Tel Aviv, bố mẹ là người gốc Belarus. Ông Ariel Sharon khởi đầu sự nghiệp trong quân đội Do Thái, không nương tay lực lượng kháng chiến Palestine trước khi ra làm chính trị. Ông đã tham gia sáng lập đảng cánh hữu Likud vào năm 1973 và sau đó lần lượt giữ nhiều chức bộ trưởng, trong đó có bộ trưởng quốc phòng. Lên làm thủ tướng lần đầu tiên vào năm 2001, ông Sharon tái đắc cử chức vụ này vào năm 2003 sau một cuộc bầu cử trước thời hạn. Đến năm 2005, ông rời bỏ đảng Likud để thành lập một đảng cánh trung hữu mang tên Kadima, có nghĩa là tiến bước. Được coi là nhân vật cực đoan của cánh hữu Do Thái, ông Sharon vẫn chủ trương xây các khu định cư Do Thái trên các vùng lãnh thổ Palestine. Tuy nhiên, sau đó vị cựu thủ tướng này lại quyết định đơn phương rút quân đội Do Thái ra khỏi dải Gaza vào năm và dần dần chấp nhận sự tồn tại của một nhà nước Palestine bên cạnh Do Thái. Phản ứng về cái chết của cựu thủ tướng Do Thái, một lãnh đạo của đảng Fatah của Palestine hôm nay đã nói rằng ông ấy lấy làm tiếc là tên tội phạm Sharon đã không được đưa ra xét xử trước tòa án quốc tế. Còn phong trào Hamas đang cầm quyền ở Gaza thì xem cái chết của ông Sharon, một tên tội phạm dính đầy máu Palestine, là một thời điểm của lịch sử.